con ăn cắp nó vào đội mũ bảo hiểm kia, nó đi thẳng vào chỗ túi của mình, đá chân vào túi đấy, tay nó sờ xà, còn mồm nó hỏi, mồm nó đang hỏi để mình phải đi đến chỗ hàng để chỉ hàng và trả lời nó đây. Chân rất là điệu lệ, nó hỏi hết cái này đến cái kia. Mình thì đang cắm cú trả lời khách trên điện thoại đấy, mình đang định đi vào thì nó lại chặn đường mình, nó hỏi câu khác để mình lại phải trả lời nó tiếp, đánh lạc hướng mình đây. Cái chân nó dê túi của mình đi kìa. Đấy, mình đi vào mà mình không hề để ý gì đến cái túi của mình. Đấy, nó lại hỏi câu khác để mình phải ra ngoài chỉ hàng cho nó. Hỏi linh ta linh tinh. Đấy, mình vào tủ lấy tiền để trả tiền cơm. Nó đứng ngay sau lưng Thành nhá. Thành đi ra cái là nó khều túi của chị này. Chân kìa. Chân đấy. Ôi, kinh chưa. Thành giơ áo lên cho chị chụp ảnh đúng không? Đấy, chị còn cho nó xem điện thoại của chị, bảo là đấy cái váy này mặc lên trông nó như thế này này. Nó lấy điện thoại của nó ra, nó giả vờ nghe cái gì đấy. Còn chị thì lại mãi chụp ảnh cho khách xem. Tay nó kìa. Đấy, nó kéo khóa túi của mình ra nhá. Tay nó nhá, nó lấy một tập tiền của mình, nó nhét vào túi của nó. Trời ơi. Đấy, đứng lên, bị phát hiện. Bị phát hiện, lại còn ngơ ngác. Lại còn chối, cãi bay cãi biến. Đấy, nó thả tiền của mình ra đấy, nó nhét tiền vào túi xong nó lại lấy từ trong túi ra, nó ném vào đống hàng của mình như thế đấy. Hôm nay nhà mình mà không có camera thì con này nó cãi trắng cãi trợn luôn. Đấy, nó lại lấy tiền của mình nhá, nó nhét giả vào túi cho mình này. Nó ăn cắp trắng trợn như thế mà đến lúc bắt được nó vẫn còn bảo mình là vu khống cho nó. Nó còn thách thức mình là mày bật camera nhà mày lên à, xong rồi à, mày gọi công an đi. Đúng một cái đĩ già mồm. Trong túi giấy của nó vẫn còn tiền của mình nhé.